sáng ngày 26 tháng 11 nhằm ngày 27 tháng 10 năm Bính Thân, Đảng Bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Đồng Tháp long trọng tổ chức lễ dỗ lần thứ 87 của cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Nguyễn Tôn Hoàng, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Quỹ ban Nhân dân, Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các vụ cục trung ương, ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, các tỉnh, thành phố, các sở ngành và các địa phương trong tỉnh dòng tộc Nguyễn Sinh cùng đông đảo nhân dân tham dự lễ. Lễ dỗ được tổ chức theo nghi lễ cổ truyền quy mô cấp tỉnh. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dân qua, phẩm vật, thắp hương và dành phút mặc niệm để tưởng nhớ cụ Nguyễn Sinh Sắc. Phát biểu tại buổi lễ, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh, cụ Phó bản Nguyễn Sinh Sắc đã có công lao lớn đối với đất nước, người đã sinh thành dưỡng dục cho Tổ quốc ta một dĩ nhân là Chủ tịch Hồ Chí Minh, một danh nhân dân quá, anh hùng giải phóng dân tộc. Cụ đến Hòa An Cao Lãnh năm 1927 giúp dân bốc thuốc trị bệnh và tuyên truyền lòng yêu nước, chí cầm thù giặc xâm lược. Cụ mất ngày 27 tháng 10 năm 1929 âm lịch. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Tháp sẽ đoàn kết, phấn đấu hơn nữa trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc quyết tâm xây dựng quê hương Đồng Tháp ngày càng văn minh, giàu đẹp. Cũng từ tấm lòng hiếu học của cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc, tỉnh Đồng Tháp đã thành lập quỹ khuyến học mang tên Nguyễn Sinh Sắc. Sau 6 năm, quỹ đã quy động được gần 54 tỷ đồng hỗ trợ cho các học sinh sinh viên nghèo vượt khó học giỏi. Cùng với phần lễ, phần hội diễn ra sôi nổi từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 11 với các hoạt động như tái hiện làng quà an xưa, hình ảnh cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc, hình ảnh ông đồ xưa, trưng bày 100 tác phẩm thư pháp chủ đề ca ngợi tinh thần yêu nước của cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh, viết thư pháp phục vụ du khách tham quan. Bên cạnh đó, liên quan đền ca tự tử, không gian văn hóa chợ quê và bán ẩm thực các món ăn truyền thống như bánh xèo, bánh khọt, bánh ít, soi gà, dân dân cũng được tái hiện lại sinh động, thu hút người dân tham quan, thưởng lãm. Các hội thi triển lãm như hội thi gia đình văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Đồng Tháp lần thứ 8 tái hiện cụ thi trạng nguyên thi thiếu nhi dễ tranh theo sách chủ đề quê em ngày mới đọc sách kể chuyện tìm hiểu về cụ phó bản nguyễn sinh sắc các hội thi chọi chim nghệ thuật chọi gà nghệ thuật biểu diễn võ thuật biểu diễn các bài thể dục dưỡng sinh đua xe mô tô cờ vua cờ tướng tổ chức đốt lửa trại và các trò chơi dân gian dần dần thu hút người xem đây là hoạt động thường niên của tỉnh đồng tháp nhằm giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn và giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc cho thế hệ trẻ, đồng thời thể hiện tấm lòng tôn kính, biết ơn sâu sắc của nhân dân ta đối với công lao, đạo đức, nhân cách cao cả của cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Theo Ban Quản lý Khu Di tích Nguyễn Sinh Sắc, dự kiến có khoảng 100.000 lượt người trong và ngoài tỉnh đến viếng tham quan tại lễ dỗ.